số bài thuốc từ hạt và quả đu đủ chín. Đu đủ chín là một thực phẩm giàu dinh dưỡng. Bên cạnh đó, đu đủ chín còn là bài thuốc hiệu nghiệm chữa cao huyết áp, gan nhiễm mỡ và những bệnh khác. Bệnh huyết áp cao. Bệnh nhân bị cao huyết áp mỗi ngày sử dụng một quả đu đủ chín từ 300g trở lên, bổ ra gọt hết vỏ, bỏ hết ruột và hạt, cắt từng lát mỏng chày lên đĩa, không chồng lên nhau mà phải chày đều. Dùng 50g đường cắt trắng rắc lên trên, phơi sương một đêm, sáng mai đưa xuống ăn hết một lần. Dùng nước lọc uống sau ăn. Mỗi ngày ăn một lần, khi thấy huyết áp ổn định thì không ăn nữa. Nhiều bệnh nhân bị huyết áp cao đã sử dụng cách này lành dứt điểm, không tái phát. Bệnh gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ. Hàng ngày nên ăn một ngày một quả đu đủ chín. Sau khi ăn nên dùng loại trà đắng mà uống. Loại trà đắng này miền Bắc nước ta nhiều lắm. Mỗi lần chỉ cần hạm khoảng 3 đến 5 cọng là đủ uống cả ngày. Cùng với việc ăn đu đủ chín sẽ mang lại hiệu quả tốt. Làm hồng nhũ hoa bằng đu đủ chín. Lấy 1/4 quả đu đủ chín, gọt vỏ, rửa sạch nhựa mủ bên ngoài, cho vào máy xay, xay nhuyễn rồi cho vào bát. Vệ sinh vùng nhũ hoa thật sạch. Khi vùng da còn ẩm, nằm ngửa, đắp đu đủ xay lên nhũ hoa. Bạn có thể dùng gạc hay miếng vải xô nho nhỏ đắp lên trên vườn đu đủ trên nhũ hoa để giữ cho chúng không bị rơi ra. Cứ để đu đủ trên nhũ hoa trong vòng 20 phút rồi gỡ bỏ. Rửa sạch nhũ hoa với nước ấm, dùng khăn mềm thấm khô là được. Kiên trì thực hiện cách làm hồng nhũ hoa này cho đến khi bạn thấy có sự thay đổi của màu sắc trên nhũ hoa. Hạt đu đủ chữa gai xương khớp bàn chân, gai mắt cá bàn chân. Mỗi lần dùng 30g hạt đu đủ chín sao vàng tán thành bột, trộn vào 5ml dầu nóng Trường Sơn cho nó sền sệt. Gai ở đâu đắp vào bọc kín bằng băng vải chỗ đó. Sau 24 giờ mở ra và tiếp tục làm như vậy, làm liên tục 1 tháng 30 ngày không còn gai nữa. Hỗ trợ trị gai đôi cột sống. Bạn có thể sử dụng hạt đu đủ để chữa trị căn bệnh gai đôi cột sống vô cùng hiệu quả. Cụ thể có thể áp dụng theo cách thức dưới đây. Bước 1. Lấy một ly nhỏ hạt đu đủ chín, cao khoảng 5cm, miệng rộng khoảng 2-3cm, lấy hạt chín màu đen. Bước 2. Bỏ hạt chín vào miếng vải mùng bóp nhẹ nhẹ cho dập màng nước, bỏ lớp màng đó đi, sau đó thấm bớt nước. Nhưng nhớ để hạt hơi ẩm ẩm chứ đừng để hạt khô quá. Bước 3. Giã hạt đu đủ cho nát, nằm úp xuống và đặt một miếng vải mùng lên chỗ đốt sống lưng bị gai. Nên chụp X-quang để biết chính xác mình bị ở đốt sống lưng thứ mấy. Nếu người nào không chụp X-quang thì đặt hạt đu đủ ở chỗ bị đau, rồi bỏ hạt đu đủ lên. Sau đó lấy một mảnh vải mùng dài cột chặt lại cho khỏi rớt. Nằm khoảng 15 phút, sau đó đắp lớp thứ 2. Lưu ý là khi đắp sẽ có cái cảm giác rứt rứt ở da do nước hạt đu đủ thấm vào da. Hàng ngày cứ đắp như vậy khoảng 1 tháng. Sau đó tùy theo tình hình bệnh mà tiếp tục thêm vài ngày hay ngưng hẳn.